Còn liên quan đến tình trạng rất nhiều địa phương thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, Bộ Y tế cũng đã có văn bản gửi tới Bộ Tài chính bố trí ngân sách mua vaccine chương trình tiêm chủng mở rộng, thuốc ARV, thuốc lao và vitamin A. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị bác bỏ. Bộ Tài chính cho biết, kinh phí mua vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng thay đổi qua các năm. Giai đoạn 2016-2022, số tiền này do ngân sách trung ương chi. Tuy nhiên, từ năm 2023 trở đi, ngân sách trung ương không thực hiện chi khoản này chuyển cho ngân sách địa phương đảm bảo. Bộ Tài chính đã gửi 3 công văn đề nghị Bộ Y tế xây dựng dự toán năm 2023 hướng dẫn địa phương thực hiện. Đến nay, Bộ Y tế không trình cấp thẩm quyền quyết định bố trí ngân khách trung ương để mua vaccine tiêm chủng mở rộng. Vì vậy, Bộ Tài chính chưa có cơ sở để bố trí ngân sách trung ương mua vaccine.